khởi tố 7 đối tượng lừa bán giống lúa giả, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã giao bán giống lúa VST 899 trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giống lúa này không có thật. Các đối tượng đã dùng thóc thu hoạch của gia đình và mua bán thêm các loại thóc giá rẻ, sau đó đóng túi ni lông loại 1kg đặt in nhãn mát giống lúa VST 899 giá lên bao bì. Sau đó, những đối tượng này lấy hình ảnh, video trên mạng để chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm tiếp cận nhiều người. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội gồm thóc các loại, túi ni lông, nhãn mác VST 899, các loại máy móc, thiết bị. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với các hành vi tương tự, ba nhóm đối tượng trên đã giao trên 23.000 đơn hàng đến người dân khắp cả nước tương đương với số tiền chiếm đoạt khoảng 7,8 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.